Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ngày 20 tháng 1, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết, 4 cố vấn quân sự thuộc lực lượng này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Damascus, Syria cùng ngày. Trong số này, có một người là lãnh đạo đơn vị thông tin của IRGC ở Syria. Ngoài ra, tuyên bố ngắn gọn của IRGC cũng nói một số người khác thuộc lực lượng Syria cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria trụ sở ở Anh và nguồn tin từ địa phương, cuộc tấn công đã làm thiệt mạng 5 người trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo có liên kết với Iran. Hãng truyền thông Syria SANA cho hay cuộc tấn công đánh trúng một tòa nhà dân ở khu phố Mazek. Trong khi đó, Reuters dẫn lời lãnh đạo bệnh viện Al-Muwassad tại Damascus, ông Esam Al-Amin, rằng bệnh viện đã tiếp nhận một thi thể và 3 người bị thương, trong đó có một phụ nữ, sau vụ tấn công. Không có thành viên nào của nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine bị thương trong cuộc tấn công, dù có báo cáo rằng họ có mặt tại hiện trường. Cũng theo Reuters, từ các nguồn tin an ninh thân cận với chính quyền Syria, tòa nhà bị đánh trúng được các cố vấn người Iran sử dụng. Các phương tiện truyền thông địa phương khác cho biết các vụ nổ xảy ra khắp thủ đô Syria. Phía Israel chưa lên tiếng về vụ việc. Israel lâu nay vẫn đánh bom các mục tiêu liên quan đến Iran ở Syria. Song, sau khi xung đột Israel-Hamas tái bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, lực lượng Israel đã chuyển hướng sang nhóm vũ trang Hamas tại dải Gaza. Hồi tháng 12 năm 2023, Israel được cho là đã không kích, làm thiệt mạng 2 thành viên IRGC và một cố vấn cấp cao của Iran tại thủ đô Damascus. Theo hãng tin AP, chỉ vài giờ sau cuộc không kích làm 4 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng ở thủ đô Syria ngày 20 tháng 1, lực lượng Israel tiếp tục tấn công một chiếc xe ô tô gần thành phố cảng Taiz ở phía nam Lebanon. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái này đã làm thiệt mạng 2 thành viên nhóm vũ trang Hezbollah đang ngồi trong xe cùng 2 người khác đang có mặt tại vườn cây gần đó. Theo lời một quan chức giấu tên thuộc Hezbollah, một trong số đó là Ali Huzui, chỉ huy lực lượng Hezbollah tại địa phương. Những tuần gần đây, Israel bị cáo buộc tăng cường tấn công nhằm vào các nhân vật cấp cao của Iran và các nhóm vũ trang đồng minh của nước này ở Syria và Lebanon. Đầu tháng này, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái, được cho là do Israel tiến hành, đã tiêu diệt phó thủ lĩnh Hamas Saleh Arouri ở thủ đô Beirut của Lebanon. Về vụ không kích vào Damascus ngày 20 tháng 1, theo hãng tin Now News Iran, 2 trong số 4 cố vấn quân sự thiệt mạng và tướng Saadet Omidazek, phó chỉ huy tình báo của lực lượng Quds tại Syria và cấp phó của ông này có bí danh Haji Golam. Quds trực thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Quân đội Syria cho biết tòa nhà 4 tầng bị không kích nằm ở khu Mazet, phía tây Damascus, tòa nhà do IRGC sử dụng, vốn được bảo vệ nghiêm ngặt, song đã bị san bằng hoàn toàn. Theo quân đội Syria, máy bay Israel đã phóng tên lửa khi đang bay qua cao nguyên Golan. Quân đội Israel chưa lên tiếng về vụ việc. Tháng trước, Syria cho biết Israel không kích một khu ngoại ô ở Damascus, sát hại tướng Sayed Zari Mousavi, cố vấn quân sự Iran đã có mặt ở Syria trong nhiều năm. Iran vừa hoàn tất cuộc tập trận phòng không quy mô lớn giữa lúc căng thẳng trong khu vực gia tăng. Cuộc tập trận phòng không bất thường do quân đội Iran tiến hành trong 2 ngày 18 và 19 tháng 1, phạm vi bao gồm khu vực từ Abadan ở phía tây nam tỉnh Khuzestan đến Chabala ở phía đông nam tỉnh Sistan và Baluchistan, các nơi giáp danh với Pakistan và Afghanistan. Kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV cho biết, cuộc tập trận có sử dụng máy bay không người lái UAV được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu thù địch. Cuộc tập trận của Iran diễn ra trong bối cảnh Pakistan hôm 18 tháng 1 đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân ly khai bên trong Iran. Cuộc tấn công này dường như trả đũa việc Iran chỉ 2 ngày trước đó tấn công vào một nhóm vũ trang khác trong lãnh thổ Pakistan. Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng nêu trên không chỉ là vụ xâm phạm biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây giữa Iran, Pakistan mà còn đe dọa khiến Trung Đông càng thêm bất ổn. Kênh Press TV dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Iran cho biết, các lực lượng Iran đã triển khai thành công một phương pháp phòng không mới sử dụng UAV để đánh chặn và nhắm vào các mục tiêu thù địch. Người này nói thêm rằng, tham gia cuộc tập trận còn có lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC. Iran và Pakistan có lịch sử quan hệ không mấy nồng ấm, nhưng cả hai đều phát tín hiệu mong muốn hạ nhiệt căng thẳng sau các cuộc tấn công trong tuần này.
Trong bối cảnh xung đột nóng bỏng giữa Hamas, Israel, lực lượng Iran và các đồng minh khắp Trung Đông đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel và Mỹ trong khu vực để hỗ trợ người Palestine ở dải Gaza. Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công trong lãnh thổ Iraq và Syria nhằm vào những nơi mà họ cho là hang ổ gián điệp Israel và tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Pakistan thông báo đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào nơi ẩn náu của phiến quân ly khai tại tỉnh Sistan và Baluchistan ở phía đông nam Iran. Theo đài CNN, Pakistan nói thêm họ từng bày tỏ mối lo ngại với Iran trong những năm gần đây, việc các tay súng ly khai mang tên quân đội giải phóng Baloch BLF trú ẩn ở Iran từ năm 2000. Hãng tin IRNA Iran đưa tin ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm 18 tháng 1, trong đó có 3 phụ nữ và 4 trẻ em. Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố cuộc tấn công mới nhất được thực hiện dựa trên thông tin tình báo đáng tin cậy liên quan đến các hoạt động khủng bố quy mô lớn sắp xảy ra. Pakistan nhấn mạnh nước này hoàn toàn tôn trọng chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ Iran và mục tiêu duy nhất của cuộc tấn công là theo đuổi an ninh và lợi ích quốc gia của Pakistan. Theo hãng tin Tasnim Iran, cuộc không kích của Pakistan diễn ra chỉ một ngày sau khi Iran tuyên bố triển khai tên lửa và máy bay không người lái để phá hủy hai thành trì của nhóm tay súng Saeed al-Adi ở tỉnh Balochistan, phía tây nam Pakistan, khiến hai trẻ em thiệt mạng và nhiều người bị thương. Saeed al-Adi là nhóm vũ trang dòng Sunni có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Phía Pakistan gọi đây là hành động xâm phạm không phận vô cớ và cảnh báo Iran sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng, dù Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian khẳng định cuộc tấn công hôm 16 tháng 1 chỉ nhắm vào những kẻ khủng bố Iran trên lãnh thổ Pakistan và không có công dân Pakistan nào là mục tiêu. Iran và Pakistan có đường biên giới chung dài 900 km. Việc hai nước nhắm vào lực lượng đối địch ở hai biên giới không phải là chuyện mới, nhưng điều bất thường lần này là họ sẵn sàng tấn công xuyên biên giới mà không thông báo trước. Các chuyên gia nhận định tình hình nghiêm trọng ở Trung Đông cũng như vụ đánh bom làm chết hơn 90 người ở Iran gần đây, IS đã nhận trách nhiệm, có thể thúc đẩy Tehran chủ động hơn trong việc săn lùng các mục tiêu bên ngoài biên giới. Trước khi không kích vào Pakistan, Iran cũng phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Iraq để tấn công gián điệp Israel và vào Syria để tập kích IS trong cùng ngày 15 tháng 1. Căng thẳng giữa Pakistan và Iran bùng lên trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas ở Gaza đang lan rộng khắp Trung Đông, với việc các đồng minh của Iran ở Lebanon, Syria, Iraq và Yemen cũng can dự không ít thì nhiều. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM hôm 17 tháng 1 cho biết, lực lượng của họ vừa phá hủy 14 tên lửa đã ở chế độ sẵn sàng phóng của lực lượng Houthi tại Yemen. Thông báo trên mạng xã hội X của CENTCOM nêu rõ, Mỹ phải thực hiện hành động tự vệ vì các tên lửa này là mối đe dọa cấp kỳ đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Trước đó cùng ngày, CENTCOM cho biết một máy bay không người lái phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen đã tấn công MV Genco Picardy, một tàu chở hàng treo cờ quần đảo Mazar do Mỹ sở hữu và vận hành, gây ra một số thiệt hại nhưng không ghi nhận thương vong. Cũng trong ngày 17 tháng 1, Mỹ chính thức đưa Houthi trở lại danh sách các nhóm khủng bố. Trong một diễn biến khác, hôm 18 tháng 1, Reuters đưa tin lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã bác bỏ những ý tưởng ban đầu của Washington nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Hezbollah và Israel, bao gồm việc Hezbollah rút các tay súng ra xa biên giới. Mặc dù vậy, một quan chức Lebanon cho biết Hezbollah vẫn sẵn sàng lắng nghe. Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục an ninh biên giới Israel-Lebanon. Quan điểm của Hezbollah là sẽ bắn tên lửa về phía Israel cho đến khi có lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza. Phía Israel cho biết họ muốn tránh xung đột leo thang nhưng sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.